Không tốn tiền thuê mặt bằng, không phải thuê nhân viên, vốn đầu tư ban đầu thấp, thu lợi nhuận khủng. Hình thức kinh doanh cà phê dạo trên xe máy, xe đạp đang được ưa chuộng. Chỉ cần bỏ ra số vốn đầu tư từ 5 đến 10 triệu đồng để đầu tư mua nguyên vật liệu, dụng cụ pha chế, phương tiện là chủ cửa hàng có thể hành nghề ngay trên chính phương tiện cá nhân của chính mình. Thậm chí, với những người đã có sẵn xe máy, xe đạp thì vốn đầu tư ban đầu còn thấp hơn nữa. Những tấm biển quảng cáo có kèm theo số điện thoại, hotline được treo ngay trên xe máy, bắt mắt người đi đường. Mình bán này một ngày được nhiều không anh? Ngày được tầm 40 đến 50. Từ đây chi phí mình còn nhiều không anh? Còn tầm 200. Muốn thưởng thức một ly cà phê take away kiểu này, chỉ cần gọi một cú điện thoại là sẽ có cà phê giao tận nơi. Hoặc đơn giản hơn, nếu muốn gặp các xe máy trên phố, chỉ cần vẫy tay là quán sẽ dừng lại phục vụ chú đáo. Hình thức kinh doanh kiểu này đang rất phổ biến và được dân văn phòng ưa chuộng, bởi khi thèm một ly cà phê, họ chỉ cần gọi điện, 10 phút sau sẽ có người giao hàng tận nơi. Không phải đi lại trong thời tiết nắng nôi oi ả, mà giá cả những ly cà phê loại này giá rất mềm, dao động từ 10 đến 15 ngàn đồng trên một ly, rẻ hơn rất nhiều cà phê tại các cửa hàng bán quán. Giá thành mỗi ly cà phê rẻ như vậy, nhưng mô hình kinh doanh này cũng mang lại lợi nhuận không nhỏ. Mỗi ngày, một quán cà phê kiểu này có thể bán tới vài chục, thậm chí vài trăm ly, lại không tốn chi phí mặt bằng, trang trí cửa hàng, công nhân, nên mỗi tháng, chủ quán dễ dàng bỏ túi vài chục triệu đồng. Quán cà phê trên xe máy, xe đạp chủ yếu thịnh hành ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Chủ quán, những người bán hàng bình thường, còn các bạn sinh viên mới ra trường, chưa kiếm được việc, thậm chí có bạn còn từ bỏ việc văn phòng để thực hiện giấc mơ làm chủ của mình với mô hình cà phê này. Nhận thấy hình thức kinh doanh cà phê mang lại hút khách, nhiều quán cà phê có địa điểm hẳn hoi, từ quán cốc vỉa hè đến quán cà phê sang trọng đều treo biển cà phê take away. Những quán kiểu này thường thuê một hoặc nhiều nhân viên chuyên vận chuyển cà phê cho khách với mức lương từ 100 đến 150 ngàn đồng trên một người một ngày. Những ngày cao điểm, một nhân viên giao hàng có thể giao từ 200 đến 300 ly. Mô hình cà phê trên xe máy, xe đạp đang có sức cạnh tranh đáng kể với các quán cà phê truyền thống. Tuy nhiên, chất lượng cà phê cũng đặt ra một dấu hỏi lớn. Để có giá thành rẻ như vậy, chắc chắn người bán sẽ khó có thể nhập các nguyên liệu đầu vào với chất lượng đảm bảo, cộng việc chạy xe ngoài nắng nóng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cà phê. Hơn nữa, cà phê thường được để trong cốc nhựa dùng một lần, không đảm bảo vệ sinh.